Rồi, xin chào các bạn. Tôi lại đang có mặt ở trước cửa sân vận động Mỹ Đình các bạn ạ. Thì cái không gian ở đây thì rất phù hợp để tổ chức những hội chợ hoặc là triển lãm bonsai hoặc bất kỳ những cái mặt hàng nào. Không gian nó rất là rộng. Thì hôm nay đang có cái tuần lễ hội chợ của quận Từ Liêm ấy. Thì có bày bonsai cây cảnh và cũng là đồ gỗ mỹ nghệ cũng như giống như ở Long Biên hoặc là một số cái hội chợ gần đây ấy. Một vài tháng gần đây rất là nhiều hội chợ. Thì xin phép có chút nghỉ trưa thì chạy qua để xem có những cái tác phẩm gì hay không. Thực tế nó rất là rộng và đi có thể là sẽ mất rất nhiều thời gian. Thì xin phép lướt một chút một số cây, dừng lại một số góc để làm một vài phóng sự để các bác biết ra chơi nha các bác nha. Đấy, trước cửa sân vận động Mỹ Đình, địa điểm lý tưởng để tổ chức hội chợ đấy. Đầu tiên là chọn luôn cái nhà bác này và nhà bác đi, có một số cây mini, cây tập trung xuống, còn đa số là các khu vực khác thì rất là nhiều cây to, trùng cầu hạng nặng. Này, ví dụ đây, mới đang chuẩn bị bắt đầu thôi các bạn. Đây, ví dụ cái hồng xiêm này rất là to. Cái hồng xiêm to. Thì xin phép dừng các bác này. Để quay một số cái cây và hỏi giá luôn các bạn. Cái cây xanh như này thì bao tiền ạ? 6 triệu. Xanh quê à, mới cắt giật, mới cắt còn mới. Chắc bác này Hưng Yên lên thôi. Triệu này. Để xem có tác phẩm nào nó thích thú một chút. Cường Cận Hải Phòng chuyên cây có quả, chuyên chơi cây có quả. Đang có số ý kiến về diện tích. Cường Cận Hải Phòng. Mình ở Hưng Yên lên sao bác, đúng không nhỉ? Không, à bác Giang à? Được. Si nắng quá. Si dưới. Cường nó cũng còn nói cây to lên tiếp. Đấy, chơi cầu hạng nặng. Chưa. Lưu sinh. Rộng lắm, nó khoảng độ dọc cái đoạn không gian này thì rộng lắm, có hơi phải đi hàng tiếng đồng hồ mới hết được chiều dài của cái chỗ khu trưng bày. Chưa nói cái chuyện mà khu đồ gỗ đó.
cái tùng này là bao nhiêu tiền ạ? Tùng là to to 35 triệu. 35 triệu, rất đẹp. Tùng, La Hán. Thân đã được làm sạch vỏ, nhìn rất là sạch sẽ. Đấy, vằn vèo này. Nhìn như cái vỏ của tổ ong vỏ vẽ các bạn, vỏ vẽ. Tính ra cái không gian nó rất là rộng này thì quay thỏa sức mà quay các bạn. Thì em sẽ tranh thủ thời gian rảnh ra quay dần dần từng góc một. Bởi vì hiện tại là cũng chưa ra hết những cái tác phẩm mà các bác ấy mang đi, mới chỉ bắt đầu chớm bắt đầu khai mạc. Đây có hai lỗ hồng bonsai, hoa hồng, lỗ hoa hồng. À đây, ngọc màu này, màu này. Gốc ra khá là ổn. Chưa thấy cây nào nó nổi trội chút các bạn. Đây có cây tường vi vừa nãy tôi hỏi thì bác ấy bảo là 4 triệu. 4 triệu. 4 triệu. Nó vẫn là phôi thôi nhưng mà dáng dấp nó khá là ổn. Dáng dấp chân vệ khá ổn. Rất đại thụ. Đại triệu phu ấy. Thế thế đại triệu phu. Nhưng cây cảnh thì nó chưa có, để mùa này nó chậm, nhưng thực tế là tường vi nó rất là nhanh. Cây cảnh rất là nhanh thôi, nhưng chẳng qua là mùa này là mùa đông, mùa rét rồi nó chậm. Loạt những cây mini dần dần si. Các bạn si khá. Những con mà như thế này thì khoảng bao tiền ạ? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi. Quá đẹp. Rộng mênh mông các bác, từ mặt trước cho đến mặt sau. Tôi đang đứng ở mặt sau của cái khu trưng bày. Chỗ này để xe nó tiện hơn, đỗ xe bắt nó quay luôn. Thì thực tế thì ở đây đôi cần thăng. Trên này cây, trên này cây. Trà Phúc Kiến, cây dành, chuối rất nhiều chuối, nhiều gỗ ổi, ổi, đây này, cây tường vi, thứ hai nữa. Khế cân. Chưa thấy tác phẩm xanh si nào ra hồn chứ. Có lẽ là phải chờ 1-2 hôm nữa khi mà gian hàng
thì sẽ có những tác phẩm nó hay. Phổi đấy, ngoài một số cái tác phẩm nó cứ bê chỗ này rồi đã ra chỗ kia, ví dụ từ Long Biên thì lại sang đây, thì quanh quẩn về gần đây thì trong tháng vừa rồi rất là nhiều cái cuộc hỗ trợ triển lãm từ Ninh Hiệp cho đến Đông Anh cho đến Long Biên vân vân, bây giờ Đồng Mô và Mỹ Đình, rất nhiều cuộc triển lãm, cuộc hỗ trợ. Và thật được nhiều lắm, mặt sau thôi, bên này cái cây khá là to, tập trung trở lên. Bác tường cận nét cây hốc xiêm, cây nhà mình á bác ơi, cái hốc xiêm này của mình à, hốc xiêm của ông Cường đúng không? Đi ăn trưa nghỉ trưa hết rồi, toàn cây to thôi. Đấy, hôm nào có không gian này, biệt thự nhà vườn này, chơi những cây tốn diện tích như này mà nó rất là dân dã, và thường các bác mà thành đạt thì hay hướng về những cái dân dã. Đấy, cái hồng xiêm, cái ổi, rồi cây mít vân vân, mấy quả mà gắn liền với tuổi thơ ấy, các bác. Đấy, sung ổi đây, các bác Cường này. Đấy, ổi đây đang rất nhiều quả, quả này các bác này, từ từ gốc lên ra nó thì kinh rồi, cầu đúng cầu hàng nặng mới chơi được. Rồi cây nhãn, cây dâm bụt, những cây rất là dân dã ngày xưa. Đấy, cái ổi rất là nghệ thuật, rất là tự nhiên. Đây là nhiều quả đấy bác, quả đang ra, quả vừa mới tách khỏi hoa đấy. Cây này hôm ở Long Biên này có rồi, cây phế cái tiết này, phế chua rất là dân dã ngày xưa, cây gắn liền với tuổi thơ. Đấy, cái ổi ra nó vằn già từ cây nhãn. Đấy, các bác còn đang bày trí mà, các bác đang bày trí, đang bày trí số tác phẩm si này thì chắc là nhiều, là khá là nhiều tiền đây. Đang bày trí chứ chưa cho vào vườn Linh Khánh, đang bày trí. Tôi thích, bây giờ đang thích những cái tác phẩm xanh si, nó lùn, nó u cục mà vẫn chưa thấy. Những cái tác phẩm như thế này thì cũng thích đấy, nhưng mà nó hơi to, không gian nó chưa cho phép, nó hơi to. Cái gì mà bé mà đầy đủ thì mình rất là mê, to mà đầy đủ thì lại hóa bình thường. Và đấy, rồi xin phép các bác để ở đây thì mai chú thủy của bác Cường cận, khu vực Cường Quá Cường cận, Cường cận Hải Phòng. Còn mai chú thủy chú thủy hay là thường mực nhé, có vẻ là thường mực.
rất đại thụ, rất quái. Đấy, bác chuyên cây những cái to. Rồi, xin phép các bác để quay lại cơ quan mình trưa chút rồi ăn trưa rồi đi làm các bạn. Xin phép các bác để hiện các bác video mới đây thôi. Sẽ tranh thủ dành lúc nào sẽ ra quay với. Cảm ơn các bác nhé.